Mến chào các bạn trong hội Aquaponics Phi Long đây. Hôm nay đi shopping ngẫu hứng nên làm một cái video clip này. Không biết ở Việt Nam cái loại dưa này có chưa? Rất là rẻ, có 99 cent. Nếu mà tính ra tiền Việt Nam á, hình như là mười mấy ngàn một trái. Dưa keo mình đã ăn qua rồi, rất là ngọt, ngon nữa. Mình ăn qua cảm giác ngon hơn là dưa lưới nữa các bạn. Nếu mà có gì về Việt Nam mình sẽ mang mấy cái hạt dưa này. Mình đã ăn, lấy hột và trồng, thấy nó có lên nhưng mà chưa ra trái. Đây là cam, đây là cái loại dưa này nữa. Dưa này ăn cũng ngon lắm, cũng có 99 cent, có nghĩa là khoảng mười mấy ngàn một trái. Nếu các bạn thích á, thì coi mình mang mấy cái hạt này về có được không? Đây là dưa lưới nha các bạn, Việt Nam. Dưa lưới này có một đồng rưỡi thôi, còn đồng 49, khoảng là khoảng 20 ngàn, 25 ngàn. Con này còn cái này. À, cái này là đào phải. Đào. Thiên nhiên, đào cái đó là cái gì? Đào. Đào. Khu shopping thỉnh thoảng đi. Cherry các bạn ha. Cherry là khoảng 170 ngàn ký. Cherry nào mà muốn ngọt á mà phải lựa nó một cái nó đen thui như thế này nó mới ngọt, đen sặc luôn á. Đây con, đây đi shop. Đào đây các bạn, đây là đào long. Vô đây. Trái đây là trái zucchini. Nó giống trái dưa leo. Chuối. Cà rốt. Bà xã. Nho, táo, đủ loại. Té. À, bơ. Giới thiệu các bạn nè, loại bơ này nè. Bơ này là bơ của Úc, ngon lắm. À, nó nhỏ nhỏ vậy á, cái da nó sần sù á, nhưng mà rất là ngon. Bơ này thì bự nhưng mà ăn không ngon. Bơ nhỏ xíu và da sần sù, ăn rất là ngon. Đây là lê. À, trái này nữa, trái này ngon lắm. Kiwi fruit. À, cái thịt nó ở trong, có loại màu xanh và có loại màu vàng.
Mình thì thích ăn loại màu vàng. Trái này mình biết là quên mất tên là trái gì rồi. Ở trong nó có một cái hạt hạt màu tím á, quên mất tiêu rồi. Đây là một loại plum, ngon lắm. Đào này hình như Tôn Ngộ Không ngày xưa ăn trái đào nó giống vậy nè. Người ta nói là đào tiên nhưng mà không biết có phải không. Các loại đào. Cà chua bin cái loại này ăn rất là ngọt. Cái trái thường cái trái dài dài như vậy là ngọt. Ở nhà mình có trồng loại trên cà chua bin màu đỏ mà nó dài dài. Nó cũng giống loại này nhưng mà màu đỏ thôi. Cà chua bin không ngọt nha các bạn. Mình không thích ăn loại này. Cà tím zucchini, ớt chuông các bạn, đủ loại vàng, đỏ, xanh. À rau này mình thích rất thích ăn rau này. Rau này gọi là silver beef. Mà rau này lột cái sơ ngoài ra, luộc lên, chấm nước mắm, tỏi, chanh, bã trái. Cà chua nữa các bạn. À, các loại rau salad. Các loại rau. Đây không phải là sốt Việt Nam nhưng mà hình như có là ngộ nè. Cái ngộ này bị lai rồi á. Không, không phải ngộ. Cái loại rau gì á? Không phải ngộ các bạn. Nấm các bạn, đây là các loại nấm. Nấm kim. Nấm oyster. Đây là các loại salad trộn trong một cái bao. À, bí các bạn. Clip này dài dài rồi. Con bé nhà mình nó quậy quá. Ê, Thiên Nhi. Thiên Nhi. Bye bye đi con. Bye bye đi. Bye bye bên đây nè, nhìn vào đây. Thiên Nhi, bye bye này, bye bye, rồi bye bye. Chào các bạn, xin giới thiệu shop.ucchau.net, nơi mua những sản phẩm của Úc. 100% tất cả những sản phẩm đều được gửi từ Úc về. Các bạn có thể tìm thấy chúng tôi trên Facebook với tên
shop.upchau.net hoặc gõ vào địa chỉ shop.upchau.net.